Công vụ 10. Trong thành Caesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và luôn sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa có việc chi? Thiên sứ nói: Là cầu nguyện cùng sự bố thí của người đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon, nhà thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và xa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy làm thịt và ăn. Xong Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đang nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đang tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ trở dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với.